Bởi vì đây là nơi chuẩn bị mình sẽ khách hành các bạn. Dây đã khánh thành xong thì mình sẽ tiến vô chùa nha quý vị. Để đi theo đó mình sẽ đi theo Thank you.
khá nhiều bà con cô bác giờ các vua Đức Bơ đang quay ghi hình lại cái lễ hình thành của tại chùa Đức An Từ. Như vậy là lễ làm lễ khánh thành đã xong rồi quý vị, thì bà con có thể là tự do kính ngưỡng để là thắp hương và niệm Phật đó quý vị. Có thể thấy bà con thấy bầu không khí rất là nhộn nhịp đó. Trong phần nhộn nhịp đó cũng có cái phần sự tôn nghiêm về là những cái tôn nghiêm trong chùa thì rất là ấm cúng luôn bà con cô bác ạ. Cũng như là những bà con đến đây đã ghi hình lại chia sẻ cái này để khánh thành của chùa Đức An Tự tại Phú Cồn, huyện Nam Đông, tỉnh Đồng Tháp. Chùa rất là đẹp quý vị bà con, ở giữa thì có bốn cái cột tròn rất là to đó. Đây là cái thùng công đức từ thiện, bà con nào bỏ vô đó thì bỏ góp tích công đức. Đây là ở sau thì chùa Đức Thầy, mình thấy chỉ có thờ là Đức Thầy, và trong đây là cổ quyền, còn hai bên là bên đây là kế nghiệp các bạn, kế nghiệp. Giữa thì có thờ quan thượng đẳng cái thằng Nguyễn Trung Trực, còn bên kia thì có một cái bàn thờ Bá Tánh, giữa thì có thờ Cửu Quyền Bát Tổ. Bên ngoài thì trước chánh điện có thể bà con thấy là thờ Đức Thầy quý vị. Còn đây là cái điện là thờ Phật Thầy, thờ Phật Thầy nha quý vị. Thì do thiết kế theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì rất là đơn giản quý vị, tu đơn giản đó, nhưng mà nó thì hiệu quả. Trước những giữa là chánh điện rồi là ngôi Tam Bảo quý vị. Giữa thì có thờ là một tấm trần điện, giữa hai bên thì có hình của Đức Thầy, Tam Bảo có hình Đức Thầy.
ngôi chùa rất là trang nghiêm, nó quay theo thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng mà rất đẹp. Nên bà con này tự do kính ngưỡng lại Phật đó. Thì ở trước cổng, ở trước chùa thì là một cái bàn thờ hộ pháp đó, cái điện. Nhiều YouTuber đang ấy. Thì ở trước đây thì có một cái dàn hoa và di ảnh của Đức Thầy rất là to luôn. Một tấm ảnh của Thầy ở trước cổ chùa, cái nơi mà diễn ra cách là chá nắng quá cho nên là quay vô bà con không có thấy rõ nha. Chá nắng đúng không? Thì giờ này thì có một số bà con đã làm lễ xong, thì một số thì ăn xong đi về, và một số phái đoàn thì đang tiếp tục đi vô trong để ăn. Thì cúng lại, đây là ngày 19 là cũng là ngày tốt. Thì ngày mai thì ở trên đình Thới Sơn cũng có tổ chức một cái ngày cúng tại đình Thới Sơn ở núi Két đó quý vị bà con. Để mình đi ra phía sau này, ở phía sau chùa, bây giờ bà con xem ở sau. Đây là nơi khu vệ sinh. Đây là phía sau chùa, quý vị, phía sau chùa cũng có một thiết kế hai cầu thang hai bên. Đây quý vị, hai cầu thang hai bên nha. Đó. Ở hướng trước mặt quý vị là nhà ăn, chế biến ăn và khu vực để là chế biến thực phẩm và rửa chén sau khi đã ăn xong thì cũng ở trong đó luôn, rất là rộng luôn quý vị. Đây để mình đi vòng ở trước. Ok quý vị ơi, thì bà con cô bác đã xem toàn cảnh mà trực tiếp tại cái nơi chùa Đức An Tự này thì rất là đẹp luôn. Thì quý vị hãy để lại một cái ý kiến và một cái bình luận cho Duy Minh và ủng hộ Duy Minh, một đăng ký để cho Duy Minh có cái động lực để quay những cái video ý nghĩa như thế này cho bà con cô bác xem. Giờ cuối video xin chúc quý vị bà con cô bác an tâm an lạc, tu hành tinh tấn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào tạm biệt bà con.